chín. Hôm nay mà... có cắt ngó mà. Không, không ngó đang để mình để lại. Hôm nay ngó mình để lại nha. Cái chỉ có hái dâu không ạ? Hái dâu mà cắt ngó. Hôm nay xem được nhiều trái không, mình cắt dâu mình cái ngó là hôm nay mình để lại con ạ. Ngó mình để lại mình nhân giống đi. Hôm nay thấy cái ngó nó tốt tốt ạ, mình để lại cái ngó đi. Nhưng trước mà cắt hết. Xuất hiện một loại sâu, một loại sâu sâu sâu, sâu đốm nó ăn vào đây này, đây này kia. Bây giờ bắt đầu con tìm dâu xem được cái quả nào chín, thích lẽ kia gái cái dâu đó. Không không đâu, cái dâu đó hái từ kia hái lại, hái từ bên. Quả nào mà quả nào mà thịt chín, quả này cũng chưa chín nóng không? Thấp tay xuống, thấp tay xuống để xem. Nhưng mà vẫn chưa chín mọng không? Hôm nay mình hái đi, không để sợ số gió thôi. Rồi. Quả đây có bị sâu nữa không? Wow, cái này nhỏ, cái này đấy, nhẹ nhẹ thôi, nhẹ chứ nó gãy cuống. Nhiều cái quả này mình có kiếm kiếm nhiều, nhiều kiếm lắm. Nhiều kiếm ở bên đây nhỉ? Này kiếm nó phát triển nhiều, nó ăn nó có tổn kiếm đây luôn, nó đục khoét luôn, đục khoét dầu luôn, kiếm đục khoét cắt lá này đi, kiếm nó thoáng thoáng đấy. Khoét dâu luôn, xoay ra ngoài cho nó thoáng, ra ngoài xả ra này cho nó thoáng, con dâu nó lỗ lỗ nó đục lỗ này nha, đấy. Dâu này cũng được này nhưng mà bị sâu ăn thủ một lỗ là kinh. Giờ con sẽ hái tiếp cho hai. Chắc chắn quả này ăn rất là ngọt. Quả này chín mọng luôn á. Mà hơi nhỏ. Còn đây được, con này chín mọng. Chín mọng. Con này mà chấm muối ăn là đã đây. Mùi này á, mùi này cái hôm nay cái cây dâu tây này nó chưa có quả nhưng mà cái ngó nó rất là dài không? Dài rất là mập, mình sẽ để lại để mình thử nghiệm cái nhân giống một cái ngó. Cái cây này thì mình không có cắt nữa. Hôm trước cái hôm trước mình cắt cái ngó nhưng hôm nay mình sẽ để lại cái ngó nha. Mình để ngó để mình nay mai mình nhân giống, mình thử nghiệm mình nhân giống ra bằng cái mình trồng ở cây này to này. Mình lấy một cái bầu mình sẽ làm một cái bầu một cái loại đất sạch này. Đây là cái đất sạch mình mua này. Đất sạch. Dầu. Dầu dinh dưỡng này. Mình sẽ làm cái mà sẽ làm cái bầu mà là cái bầu là lấy cái ngó đây mình nhân giống ra cho nó nhiều, trồng mình ngó nó khỏe. Trồng như thế này, trồng cây này nó yếu nó lên yếu lắm. Trồng này là yếu. Lấy ngó mình nhân giống xong mình trồng lên cho nó tốt bằng cái đất dinh dưỡng đó, đất sạch ạ. Nha. Rồi mình để lại, mình không là mình để lại ngó mình không cắt nữa, cắt lá, cắt một cái lá này thôi. Hoa đẹp không? Đó đấy, không cắt cái đây, lá đây này, này cái lá đó. Đó, ok. Có một rồi, con mang lại rửa đi rồi vào ăn đi. Thank you.
cái sạch đi, cái sạch cũng có một thôi, cái sạch cũng có một ở bên quá, nhưng mà nay đổi món ăn thử chấm muối mì tôm. À muối mì tôm. Hôm trước là ăn cái muối gì mà muối chấm ớt. Muối ớt. À, hôm nay chấm muối mì tôm. Lấy một quả chín, ăn chấm thử xem có ngon. Dâu tây chấm muối thế nào? Ăn dâu tây chấm muối ngọt, không cay. Quá rồi. Cay là cay do cái muối của mì tôm á. Chín mọng ha. Rồi ăn thấy cảm nhận thế nào? Dâu tây chấm muối mì tôm thế nào? Thấy thế nào? Khác cái món kia thế nào? Tiếp theo nha, hôm nay là cái món dâu tây chấm muối mì tôm rất ngon đúng không? Nhưng mà hôm nay thì cái quả này hơi xanh, một quả chín. Có một quả chín nhất nhưng mà con này ăn. Cái dâu tây này được ít quá ha. Rồi tạm biệt các bạn.